Đây, chào các bạn nha. Này, để mình quay cho các bạn xem mình thợ lên cắt nhánh cây dầu của bạn đây. Cây dầu này cái gốc nó mà hai thân các bạn. Cây dầu này cũng khá là cao luôn nha. Mệt rồi các bạn, leo lên lần khúc là thấy đuối giò. Nói chung là mấy cái cây bự bự mà đi thì móng lên nó cũng mệt lắm nha các bạn. Cắt cái nung nó bỏ luôn rồi. Có thể là lên trên đó cắt cái nhánh nhỏ nó luôn nha các bạn. Mấy cái nhánh nó là phải keo lại nha các bạn. Bạn thấy ở bên đây nè. Bên đây là một cái cánh điện nha. Nếu mà trời gió gì rồi cắt thì nó luôn tuồn xuống, nó lọt lên trên ốc bể thoát ngói hết trơn. Rồi, bắt đầu là anh di chuyển tiếp lên trên, cắt lên, anh cái nhánh lên trên luôn nha các bạn. Rồi, bắt đầu treo cái nhánh nào nữa đây các bạn ơi. Rồi, bắt đầu thả cái nhánh này xuống các bạn ơi. Thank you.
bắt đầu treo nhánh tiếp tục nữa các bạn ơi. Mấy cái nhánh đó nhỏ nhỏ này là phải treo hết trơn nha. Di chuyển dít lên nha các bạn. Rồi bắt đầu treo một cái nhánh dưới đó luôn, cái gì đó các bạn ơi. Rồi bắt đầu tiếp tục treo cái nhánh nó tiếp nha các bạn. Nhánh nó cũng bự bự rồi nha. Cái cây dầu này cao kinh khủng lắm nha các bạn. Trời bắt đầu nổi gió lên nha các bạn. Lâu lâu có nổi một cơn gió lên. Có thể là treo cái nhánh nhỏ bên kia. Cưa hả, cưa từ từ nha các bạn, cưa nhanh quá là nó nứt ngọt á, có khi cây nó cũng phải nhánh nó cũng phải gãy ngã xuống, chưa chịu đứt nữa.
Rồi, bắt đầu làm thợ tàu chú các bạn. Thả tàu số mà đi cái tàu số này các bạn. Rồi, mình xin kết thúc video các bạn ơi. Hẹn các bạn video tiếp theo ha.